Cảm ơn quý khán thính giả đã tiếp tục giữ màn hình SBTN-DC. Tiếp nối chương trình là bài giới thiệu các sản phẩm của trang web Khỏe Đà Vui Thái Hà gửi đến quý vị qua bài do Lưu Lệ Ngọc thực hiện. Từ thủ đô Washington, Lệ Ngọc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Lệ Ngọc xin được trở lại với quý vị với Trung tâm Khỏe Đẹp Vui với Thái Hà. Lệ Ngọc xin gửi lời chào đến Thái Hà. Vâng, Thái Hà xin chào Lệ Ngọc và xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị khán giả của đài SBTN Washington. Vâng, thưa với Thái Hà, chúng ta đang sắp sửa bước qua xuân. Thì thường thường khi mà nói đến mùa xuân thì có một cái bệnh mà Lệ Ngọc thấy là hầu như tất cả chúng ta đều vướng phải. Và không biết là ngày hôm nay Thái Hà đến với quý vị khán thính giả để mà giới thiệu đến cái sản phẩm nào để thích ứng cho mùa xuân, thưa Thái Hà. Kính thưa quý vị, chào Lệ Ngọc. Thật sự đó thì khi mà nói thích xuân thì Thái Hà nghĩ rằng là cây cối bắt đầu lên hoa thì đẹp lắm, nhưng mà đồng thời cũng làm cho một số chúng ta rất là đau khổ, là tại vì dị ứng, nước mắt, nước mũi đỏ, rồi ho, rồi nghĩa là khi nói về vấn đề dị ứng thì nó nhiều triệu chứng lắm. Thành ra Thái Hà thấy có một cái nhu cầu, tại vì đa số khách hàng gọi vào cứ hỏi rằng là có cái loại thuốc nào có thể giúp về vấn đề dị ứng được hay không. Đó. Thành ra thì hôm nay chúng ta sẽ phải giới thiệu đến một lần nữa của công ty Shackley, cái bộ thuốc mà về dị ứng mà Thái Hà phải nói là tuyệt vời, tại vì chính Thái Hà và gia đình đã dùng và rất nhiều người đã dùng, phải nói là hiệu quả, phải nói 99.9%. Khi mà Thái Hà nói hiệu quả như vậy thì không biết đã thử nghiệm cái loại thuốc này chưa, thưa Thái Hà? Theo như một cái cuộc thử nghiệm của các trường đại học, tức là họ lấy ra mới nhất ở đây đó, thì họ lấy ra là khoảng 73 người dùng, thì sau một tháng đó thì 72 người đã rất là hài lòng và họ tiếp tục họ dùng để mà tăng cái sức đề kháng lên. Thành ra phải nói là cái công trình nghiên cứu 40 năm của tiến sĩ y khoa Nhật là Dr. Kojima, phải nói là một cái công trình khoa học xứng đáng để mà giúp cho chúng ta tăng cái sức đề kháng và cái sức miễn nhiễm. Ở đây thì Lệ Ngọc thấy là Thái Hà có 3 chai thuốc, thì không biết là cái chai thuốc nào là cái sản phẩm về dị ứng mà Thái Hà vừa mới giới thiệu đến cho quý khán thính giả? Về thuốc Vivix thì quý vị đã dùng qua rồi thì không cần phải nói thêm nữa. Vivix luôn luôn tăng cái sức đề kháng cho chúng ta, tại vì muốn trẻ thì cái sức đề kháng không thể nào thấp được là đương nhiên rồi, tăng cái sức miễn nhiễm. Nhưng mà ngoài ra đó thì chúng tôi có ở đây là cái chai mà Nutriferon, tức là trong cái chai này đó, mỗi ngày quý vị dùng 2 viên thì sẽ tạo ra cho quý vị cái chất interferon, tại vì cái cơ thể của mình đó Lệ Ngọc giống như là một cái quốc gia vậy, mình phải cần một củng cố cái quân đội mỗi khi mà bị tấn công. Thành ra cái virus sẽ là một quân đội tấn công chúng ta đủ kiểu hết, mà nếu trong cơ thể chúng ta không có đủ sức kháng, không có đủ những cái virus tốt, không có tạo ra đủ cái chất interferon thì chúng ta sẽ bị những cái biến chứng như là đau cảm, đau lặt vặt, rồi thậm chí ho dai dẳng, đau nhức và nặng hơn là đi tới vấn đề mà ung thư, là tại vì cái sức miễn nhiễm của chúng ta là hoàn toàn coi như là không có còn làm việc để mà đối phó được với những cái vi khuẩn khác nữa. Như vậy thì thưa với Thái Hà, cái thuốc mà Nutriferon này đó, nó có khác biệt với những cái loại thuốc mà chúng ta thường thấy là ở ngoài thị trường mà mọi người hay thường dùng như là Claritin, Benadryl hay không? Dĩ nhiên là khác. Thứ nhất đó là Benadryl với lại Claritin thì nếu mà thông thường mình mua over the counter thì hình như là chỉ xài với một cái mức độ là giống như một ngày một viên thôi. Mà nếu mà không có hết đó, thì quý vị không thể dùng hơn được, tại vì nó ảnh hưởng tới tim. Còn nếu mà muốn nặng hơn thì phải đi bác sĩ để mà lấy toa thuốc xịt rồi nhỏ mắt rồi những cái thứ thuốc khác. Và thường thường lại Ngọc thấy dùng vào thì hay buồn ngủ. Người cứ mệt mệt rồi khó chịu, mình thấy nó không có một cái sức hứng thú làm việc được, nó cứ có cái sự uể oải. Tuy nhiên dùng cái này thì đặc biệt là sau 15 phút là mình thấy cơ thể rất là bình thường, không có còn nước mắt nước mũi chảy bình thường và không có thấy mệt, không có thấy buồn ngủ. Và thêm một cái điều nữa là nhiều khi mình phải đi chích ngừa. Đó thì có nhiều người nói rằng là chích ngừa thì đâu có cần nữa, nhưng mà thưa quý vị, chích ngừa đó thì tăng đem cái virus, cái sức khác, đem cái kháng thể vào trong người, nhưng mà phải mất tới mấy tuần. Đó là lý do phải chích ngừa sớm. Và đặc biệt những cái kháng thể đó chỉ có thể chống lại một loại virus thôi. Đó, mà trong khi cái chất interferon này mà khi mà dùng và nó tạo ra cái chất này thì có thể
nói nôm na là một cái đội quân để có thể chống đỡ lại rất là nhiều virus đủ thể loại vào trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì khi mà uống cái loại thuốc này đó, cái hiệu nghiệm nó có ngay lập tức không? Chúng ta có thấy được là chúng ta không còn bị ngứa mắt, không còn bị xì mũi hay là ho nữa hay không? Hay là phải mất một thời gian như thế nào ạ? Theo kinh nghiệm của Thái Hà đã dùng rồi và Thái Hà mạnh dạn giới thiệu với rất là nhiều người quen trong gia đình. Thì cá nhân Thái Hà dùng dạng 15 phút thôi. Là mình thấy ngưng, không chảy nước mắt, nước mũi, là mình thấy là nó đỡ, ngưng ngay cái đó. Rồi thì mình tiếp tục mình dùng, mình cứ dùng mỗi ngày, nó thay thế cho thuốc cảm. Ví dụ nhiều khi cảm cúm, bác sĩ nói rằng là không có thuốc gì chống virus. Nếu mà nặng quá thì phải dùng antibiotics, coi như là trụ sinh. Còn nếu không thì từ từ dùng vitamin C, từ từ rồi sẽ hết. Thì cái đó rất là mất nhiều cái thời gian, có nhiều người bị cảm cúm tới 2-3 tuần. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình dùng mỗi một ngày 2 viên như vậy, kèm theo với lại cái loại thuốc mà nó tăng thêm cái sức đề kháng, tức là chuẩn bị cho cái cơ thể của mình. Coi như là hai cái cùng bồi vào một lượt như vậy. Thì Thái Hà tin rằng đó là cái cơ thể của mình nó sẽ... không có dễ dàng nhạy cảm nữa, sẽ không có dễ dàng bị tấn công và chúng ta sẽ cảm thấy cái người chúng ta nó khỏe khoắn một cách tự nhiên hơn. Thưa Thái Hà, như vậy cái Nutriferon này có phải là một loại dược thảo hay là cái thành phần cấu tạo của nó như thế nào? Vâng, nó là một loại dược thảo làm bằng những cái chất dược thảo, ví dụ như ở đây ta hay thấy có pumpkin seed, tức là cái hột của trái bí đỏ ha, rồi có thêm những cái loại mà hoa của Nhật Bản, rồi Asian seed extract, tức là những cái loại thảo mộc thiên nhiên và làm theo công thức của một lần nữa của tiến sĩ Nhật, và ông đã được 4 cái bằng sáng chế về cái loại thuốc này, và ông là một vị tiến sĩ được nhiều cái giải thưởng cao quý trong khoa học, kính thưa quý vị. Và thêm một lần nữa thì hoàn toàn được cầu chứng bởi Hiệp hội Do Thái Kosher Fully Certified, thành ra quý vị có thể yên tâm về sự an toàn và về xuất xứ cũng như là cái cách bào chế và công thức của cái loại thuốc này. Mỗi khi mà Lệ Ngọc uống một cái loại thuốc nào đó, bất cứ một loại thuốc nào, thì thường thường cũng thấy là hay có để là có phản ứng phụ hay là như thế nào. Thì không biết với Nutriferon có phản ứng phụ nào hay không Thái Hà? Theo như đó, cái kinh nghiệm dùng trong bấy lâu nay có cá nhân Thái Hà và những đã giới thiệu rất rất là nhiều người khác, tại vì nói là cái bộ thuốc dị ứng bán chạy nhất hiện nay, thì thấy không có, thì Thái Hà không nghe một lời than phiền nào hết. Tuy nhiên quý vị yên tâm là tại vì công ty Shackley có một cái lời cam kết là feel better in 30 days or money back guarantee, tức là nếu quý vị không có cảm thấy khỏe hơn, hài lòng với cái sản phẩm trong vòng 30 ngày thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý vị. Thành ra đó là cái điều mà không có gì quý vị phải lo lắng hết. Đây là một cái sự bảo đảm mà Lệ Ngọc thấy là hình như không có một cái trung tâm nào hay là một cái cơ quan nào mà bán những cái loại sản phẩm mà có thể bảo đảm như vậy. Thì Thái Hà có thể nào mà cho quý khán thính giả biết là khi mua họ sẽ có cái ngày nào mà Thái Hà đã để vào và cứ trước 30 ngày không bằng lòng, không vui với cái sản phẩm thì là Thái Hà sẵn sàng hoàn trả lại tiền. Tức là Thái Hà nghĩ rằng là để cho công bằng cho khách, tức là bắt đầu cái ngày họ nhận được thuốc. Ví dụ họ order thì thường thường cho là mất 5 ngày. Thì 5 ngày sau khi họ nhận được thuốc, tại vì mình gửi hàng đến thì mình biết cái lúc nào họ nhận được thuốc, tại vì có cái delivery confirmation. Thì kể từ ngày đó là mình tính 30 ngày kế tiếp, tức là họ phải dùng đều đặn mỗi ngày. Tại vì thật sự quý vị biết là muốn có một cái sức kháng mà lý tưởng của cái tuổi trẻ thì mình phải dùng mỗi một ngày 95 cái sinh tố trong người mình. Và cái chuyện mà có trên 90 sinh tố trong người chúng ta mỗi ngày là hầu như là khó thực hiện. Và theo thống kê thì 95% con người của chúng ta không có ai có đủ 90 chất sinh tố đó hết. Thành ra đó là thêm một cái lý do là chúng ta cần phải dùng cái bộ thuốc này, nếu cho dù không có dị ứng thì nó cũng tăng cái sức kháng chúng ta để không có bị bệnh tật, và nhất là cái bệnh ung thư sau này. Vâng, thưa quý khán thính giả, nếu mà quý vị nào có những cái bệnh dị ứng trong những cái ngày mùa xuân
sắp tới thì quý vị hãy gọi ngay cho Thái Hà. Xin Thái Hà hãy cho quý khán thính giả biết số điện thoại để quý vị có thể gọi cho Thái Hà. Vâng, dạ. Xin quý vị vào, quý vị có thể vào trang nhà của chúng tôi www.khoedepvui.com hoặc quý vị có thể trực tiếp gọi đến cho trung tâm để gặp các chuyên viên y tế 1-888-801-9088. Thái Hà và tất cả các chuyên viên y tế rất là cảm ơn sự trung thành của quý vị. Có rất nhiều khách hàng đã theo đuổi và dùng, tin tưởng chúng tôi trong suốt những năm qua, và chúng tôi tin rằng những cái thứ thuốc mới gửi đến quý vị sẽ làm cho quý vị hài lòng và giúp quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe. Vâng, Lệ Ngọc xin cảm ơn Thái Hà đã đến trong cái chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật là vui, nhất là với Trung tâm Khỏe Đẹp Vui thì cái sự trẻ trung, sự vui sẽ đến với tất cả chúng ta. Xin kính chào quý vị. Chương trình sáng nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Thì Nga thân mến, chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần vui tươi và hẹn tái ngộ quý vị trong kỳ phát hành tới.